Kính chào anh chị em khắp nơi xa gần, là những người đang theo dõi các kênh truyền thông YouTube và Facebook Giáo xứ Thánh Tuân thân mến. Sau đây, mời anh chị em nhìn lại lần cuối cùng những tấm ảnh bao gồm thi hài của Đức Thánh Cha Biển Đức Benedicto thứ 16 trước khi Ngài hoàn toàn từ biệt chúng ta. Vậy giờ đây chúng ta nhìn lại những hình ảnh cuối cùng của Ngài. Kính thưa anh chị em, chiều ngày thứ Bảy 31 tháng 12 năm 2022, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo một số chi tiết về việc quàng và an táng Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Thi hài Đức Cố Giáo Hoàng tiếp tục đặt tại Đan Viện Mẹ Giáo Hội, nơi Ngài qua đời cho đến sáng sớm ngày thứ Hai, 2 Tây Tháng Giêng năm 2023. Không dự kiến các cuộc kính viếng chính thức hoặc cầu nguyện công cộng. Cùng ngày thứ Hai, ngày 2 tháng Giêng, linh cữu của Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 sẽ được quàng tại đền thờ Thánh Phêrô cho các tín hữu kính viếng từ 9 giờ sáng đến 19 giờ tối. Thánh lễ an táng sẽ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm ngày 5 tháng Giêng giờ Vatican. Để tham dự không cần phải có vé, các linh mục muốn đồng tế thánh lễ an táng này có thể liên lạc với ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha. Các phái đoàn chính thức hiện diện sẽ là phái đoàn Đức và Ý. Ban nghi lễ phụng tự của Đức Thánh Cha cho biết, sau thánh lễ an táng sẽ có nghi thức tiễn biệt linh cữu của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 sẽ được rước vào bên trong đền thờ Thánh Phêrô và sau đó đưa xuống tầng hầm đền thờ để an táng. Ngoài thông cáo chính thức trên đây, hãng tin ANSA của Ý cho biết chính quyền Roma dự kiến từ 50.000 đến 60.000 người đến dự lễ an táng Đức Nguyên Giáo Hoàng và từ 30.000 đến 35.000 người sẽ kính viếng thi hài của Ngài kể từ sáng thứ Hai ngày 2 đến chiều tối ngày thứ Tư ngày 4 tháng Giêng năm 2023. Các giới chức an ninh của Ý đã trù định các biện pháp an ninh quanh khu vực đền thờ Thánh Phêrô. Tại Việt Nam, theo thông cáo của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong ngày thứ Năm, ngày 5 tháng Giêng năm 2023, toàn thể hội thánh tại Việt Nam sẽ dâng thánh lễ cầu hồn, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16.
tại nhà thờ chánh tòa do Đức Giám mục chủ sự, cũng như tại các nhà thờ và nhà nguyện khác. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho người thợ khiêm nhường trong vườn nho của Chúa được hưởng vinh phúc nước trời. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Và chúng ta cũng xin Ngài giờ đây trước Tòa Chúa cũng cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Xin kính chào tất cả anh chị em. Kính chúc anh chị em tràn đầy ơn thánh của Chúa Kitô Đấng đang Giáng sinh và tiếp tục Giáng sinh trong tâm hồn Hội Thánh cũng như trong tâm hồn mỗi người chúng ta.